mỗi ngày. Nồi vịt kho có màu vàng nâu hấp dẫn, thơm nồng mùi riền. Thịt vịt mềm, thấm nước kho đậm đà, lẫn chút cay nhẹ của ớt khô và chua chua của nước me, cực đưa cơm. Và thưa các bạn, món ngày hôm nay có tên gọi là vịt kho riền ớt khô. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì một điều đặc biệt nữa, món này sẽ hỗ trợ cho việc bổ máu rất là nhiều nha các bạn. Thì thịt vịt chúng ta mua về, chúng ta rửa sạch sát một tí gừng giã nhuyễn cùng với lại rượu trắng phần da vịt để cho vịt chúng ta được thơm hơn, khử được mùi tanh cũng như mùi hôi của phần da vịt nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ ướp cái phần thịt vịt này. Một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, một muỗng canh hạt nêm Aji ngon heo, 3 muỗng canh nước mắm. Chúng ta trộn lên cho tan gia vị, cho vào đây 2 muỗng canh dầu điều, trộn đều lên. Dầu đã nóng rồi các bạn, chúng ta sẽ cho riền vào. Chúng ta sẽ cho hành tím băm nè, tỏi băm nè. Chúng ta chỉ cần dùng riền và ớt khô, nhớ là ớt khô nha các bạn, để chúng ta tạo cái mùi vị đặc trưng trong món ăn này. Chúng ta sẽ cho thịt vịt vào xào. Dạ, chảo đang rất là thơm cho nên là khi cho thịt vịt vào thì thịt vịt cũng sẽ được áo hết tất cả những cái nguyên liệu mà tạo mùi thơm như thế này. Đúng vậy, cái món chúng ta có ngon hay không ngon là nhờ chúng ta sẽ lấy hết những cái mùi thơm mà khi chúng ta xào các gia vị nó bám lên trên thành chảo á. Sau khi chúng ta xào cho thịt vịt được săn, chúng ta cho nước dừa vào, thêm một xíu nước nữa, rồi. Kim Thảo thích nhất là trong các món kho chúng ta sử dụng nước dừa, tại vì nó sẽ làm cho thịt ngọt hơn và khi ăn cảm nhận như là nó có một cái mùi hương gì đó mà rất là quyến rũ vậy đó anh Dũng. Chúng ta sẽ cho đây khoảng 3 muỗng canh nước cốt me các bạn nha. Cho ít nước cốt me vào trong món kho này để tạo vị chua nhẹ cũng như làm cho thịt vịt mau mềm, thịt vịt chúng ta sẽ săn chắc và giữ được độ giòn nha các bạn. Khi nước kho vừa sôi lên vậy, chúng ta hạ lửa xuống, chúng ta kho rim từ từ. Khoảng độ chừng 30-40 phút là thịt vịt đã thấm và mềm. Trong thịt vịt có nhiều sắt và nhiều vitamin nhóm B giúp sản xuất hồng cầu. Thành ra là khi chúng ta ăn những món ăn mà có thịt vịt thì sẽ giúp giảm nguy cơ thiếu máu. Chúng ta rải đây ít hành lá. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong món vịt kho riền ớt khô. Thịt vịt đã thấm vị rồi, độ mềm, ngon, thấm vị đậm đà. Nhưng mà cái riền với lại ớt khô nó làm cho cái thịt vịt nó thơm hơn thì phải. Không có còn mùi vịt mà mọi người còn e ngại nữa. Mà món này chắc chắn sẽ rất bắt cơm nha. Và thưa các bạn, để đạt được hiệu quả dinh dưỡng hơn thì chúng ta nên áp dụng món này cùng với lại thực đơn đề nghị như sau. Cả nhà mình cùng quay quần bên mâm cơm cuối tuần với món vịt kho riền ớt khô sẽ là một gợi ý rất hấp dẫn.